Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2019-2024, các hoạt động và phong trào của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Krông Búc không ngừng lớn mạnh, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đi vào chiều sâu ở nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động khác nhau. Sau đây, kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Mang trong tim dòng máu anh hùng, mang xuân xanh dân hiến cho đời. Ta vì mọi người, vì hạnh phúc tương lai. Tôi yêu tổ quốc tôi yêu tổ quốc tôi. Mang hoài bão lớn rèn tâm trí sáng trong, đồng tâm quyết chí lập thân lập miền. Đất nước kêu gọi muôn nơi ta có mặt, một màu áo xanh trên Tây Nguyên bát khoan. Có chúng tôi sẵn sàng, tuổi trẻ Đắk Lắk mang xung phong nêu cao truyền thống, bảo vệ quê hương tay trong tay dựng xây ngày mới. Mỗi bước ta đi tự hào, Đắk Lắk quê ta đẹp giàu, hiện đại văn minh dân quốc cờ quang vinh. Vai sát vai, vai sát vai, ta hát vang khúc ca thanh niên. Hiện nay, huyện Krông Búc có 17.621 thanh niên với 6.517 thanh niên tham gia vào các tổ chức hội. Toàn huyện có 9 tổ chức cơ sở hội và 7 câu lạc bộ, đội nhóm, chi hội trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên huyện. Nhiệm kỳ 2019-2024, hoạt động hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện không ngừng lớn mạnh, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Với nhiều sự cố gắng nỗ lực của các cấp hội, đã có 12 trên 12 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ hoàn thành, trong đó có 5 trên 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ đã đề ra. Những kết quả đó để lại dấu ấn đậm nét, đóng góp chung vào sự phát triển của huyện Krông Búc. 5 năm qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đến đông đảo thanh niên thông qua 5 cuộc vận động lớn, đó là thanh niên yêu nước, bản lĩnh, thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên khỏe về thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. Qua đó đã tổ chức được 6-7 lớp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyên truyền quán triệt thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, đã duy trì tốt hoạt động của câu lạc bộ Lý luận trẻ, cử cán bộ đoàn hội tham gia sinh hoạt theo chủ trương 1+2, đã tổ chức được 24 đợt khảo sát dư luận tham gia đăng tải đấu tranh, chia sẻ 6.000 tin bài trên mạng xã hội. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức 64 đợt phát động quần chúng hướng đến đối tượng thanh thiếu niên. Tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức 4 cuộc đối thoại cấp huyện, 28 cuộc đối thoại cấp cơ sở giữa cấp ủy chính quyền với hội viên thanh niên trên địa bàn huyện. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được triển khai bằng những việc làm cụ thể thiết thực như tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, hành trình về với địa chỉ đỏ, đã thăm tặng gần 1.000 suất quà với trị giá 326 triệu đồng, huy động 2.762 ngày công, thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách. 5 năm qua, các cấp hội trong huyện tích cực phối hợp tuyên truyền hội viên thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương. Các hoạt động thanh niên Krông Búc sống đẹp, sống có ích lan tỏa rộng khắp, tích cực tuyên truyền về những tấm gương hành động đẹp của thanh niên trên các lĩnh vực, tuyên dương thanh niên tiêu biểu, tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu. 100% các cơ sở hội tổ chức dọn vệ sinh môi trường, tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, hàng tuần, hàng tháng. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện, 7 đội hình thanh niên tình nguyện cấp cơ sở, 12 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông,
43 mô hình cổng trường an toàn giao thông, thu hút trên 20.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ hội đã trồng mới chăm sóc hơn 70.000 cây xanh. Các hoạt động thanh niên Chromebook tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ giai đoạn 2020-2022. Trước tác động của đại dịch COVID-19, các cấp hội đã phối hợp thành lập 12 đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng chống dịch, tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, huy động đoàn viên thanh niên ở 7 xã thị trấn tham gia trực tại các chốt kiểm dịch của huyện và xã thị trấn. Bên cạnh đó đã vận động xã hội hóa, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, các xã phòng chống dịch bệnh, tặng quà người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Cùng với đó, hàng năm, Ủy ban hội tổ chức các chương trình tình nguyện mùa đông, xuân yêu thương, mùa hè xanh, tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi với các hoạt động ý nghĩa tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Hàng năm, Ủy ban hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phối hợp tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, phối hợp tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện, qua đó đã tổ chức được 6 đợt hiến máu tình nguyện, thu về 1.800 đơn vị máu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho thanh niên được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Duy trì và thành lập đội cổng chiêng trẻ, câu lạc bộ diễn tấu nhạc cụ dân tộc. Các tổ chức cơ sở hội đã phối hợp với các liên đội xây dựng 45 tủ sách, tổ chức được 321 hoạt động tuyên truyền, trưng bày sách, tọa đàm, đọc sách nhằm nâng cao văn hóa đọc trong thanh thiếu niên. Trong nhiệm kỳ, từ cấp huyện đến cấp cơ sở đã tổ chức thành công 25 hội thao, 37 giải bóng đá, 20 giải bóng chuyền, 8 trại hè kỹ năng, 19 lớp dạy bơi, giải Việt dã huyện Chromebook, hội thi hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc, giọng hát hay thanh niên Chromebook. Hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện và các tổ chức cơ sở hội trên địa bàn huyện triển khai bằng các công trình phần việc thanh niên ý nghĩa thiết thực, bằng việc đã xây dựng được 39 công trình thanh niên cấp huyện, 105 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở. Ngoài ra, các cấp hội đã thành lập 105 đội hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng với nhiều hoạt động khác nhau. Nhìn chung, công tác xây dựng tổ chức hội trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức hội được mở rộng, chất lượng đội ngũ cán bộ và hội viên được nâng lên, đa dạng hóa loại hình tập hợp thanh niên, trong đó công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo được đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã phát triển mới 4.900 hội viên, giới thiệu cho cấp ủy đảng 655 đoàn viên ưu tú, trong đó có 205 đồng chí được kết nạp vào đảng. Công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ được thực hiện theo đúng kế hoạch công tác năm đề ra. Toàn huyện tổ chức được 55 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 1.925 đồng chí làm công tác đoàn hội cấp cơ sở và thôn buôn tổ dân phố. Hiện nay, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chromebook có 9 tổ chức cơ sở hội và 7 câu lạc bộ chi hội đội nhóm trực thuộc. Nhiệm kỳ 2019-2024, các hoạt động công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện không ngừng lớn mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chromebook lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024, có 12 trên 12 chỉ tiêu đã hoàn thành, 5 trên 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ. Trong đó, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên vùng dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo luôn được quan tâm. Tổ chức hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên tại cơ sở thường xuyên được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, từ năm 2019 đến năm 2021, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia tốt vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chromebook tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Chromebook đã để lại nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Qua đó thể hiện sự sáng tạo nhạy bén,
và trách nhiệm của tổ chức hội và thanh niên huyện nhà trước những vấn đề đặt ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương. Những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng để các cấp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Krông Búc vững tin bước vào nhiệm kỳ mới. Chiếc áo xanh và bài ca tình nguyện sẽ tiếp tục là hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ huyện Krông Búc thực hiện lời dạy của Bác: đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.